Với con mắt này thì mọi người sẽ chia đôi nhé, chia ngang. Rồi sau đấy thì chúng mình sẽ chia dọc. Và chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện các bước. Chúng mình sẽ đặt màu vào giữa mí mắt, cái điểm mà chúng ta đã chia. Con mắt này sẽ rất phù hợp với những bạn nào có đôi mắt một mí và những bạn nào có khuôn mắt nhỏ, hoặc là những bạn muốn mình có một đôi mắt thật là tây, thì đây là một kiểu mắt rất phù hợp. Chúng mình sẽ tan màu nhé, cho màu mắt sẽ nhạt dần lên đến điểm hốc mắt. Khi màu lên đến hốc mắt là màu mắt sẽ được đẹp nhất. Nên là khi loang màu thì các bạn hãy dùng cây cọ có độ lâm mềm, nhẹ nhàng tả màu ra thôi. Khi mà chúng ta lên đến điểm bầu mắt thì mình sẽ sử dụng một cái màu nhạt hơn. Chúng ta phủ lên để màu mắt nó được hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên nhất. Theo chúng ta lại sử dụng màu đầu tiên khi mà đưa lên mắt để nhấn vào điểm đuôi. Lưu ý là không được nhấn vào sâu quá, nó sẽ làm cho khuôn mặt chúng ta bị nhỏ đi mất. Tiếp theo, chúng mình sẽ sử dụng kem lót mắt và tạo một cái đường thật là sáng và thật là sắc nét ở cái điểm 1/2 bầu mắt. Và chúng ta sẽ sử dụng tông màu sáng hơn phủ lên phần bầu mắt. Với khuôn mắt này chúng ta sẽ kẻ đôi mắt dài và sắc hơn. Với con mắt tây thì chúng mình sẽ kẻ thêm một chút đầu mắt. Các bạn hãy bấm lông mi thật cong nha. Bấm lông mi thật cong và chốt mắt ra để giữ cong cái lông mi, sau đó mới gắn lông mi vào. Thêm một chút nữa cho những cô nàng yêu thích sự đầu lông rất là nhất là nhất. Đôi mắt rất là tây, rất là lung linh. Và đây là những màu mắt mà mình sử dụng cho đôi mắt ngày hôm nay.